500 binh sĩ Mỹ và hàng chục xe quân sự hôm 16 tháng 10 xuống tàu ở thủ đô Riga của Latvia để tiến tới Lithuania trong một động thái nhằm ngăn cản sự gây hấn khả dĩ từ Nga. Đợt triển khai quân kéo dài trong nửa năm có phần chắc nhằm trấn an các đồng minh ở vùng Baltic rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn dốc lòng với bên sườn phía đông của châu Âu bất chấp các khoản cắt giảm mới đây của ngũ giác đài đối với những dự án quốc phòng châu Âu. Số binh sĩ này sẽ rời đi sau cuộc tập trận vào mùa xuân năm sau, thao dượt cách phòng vệ cho hành lang Suwalki, tuyến đường bộ duy nhất giữa các nước vùng Baltic với phần còn lại của khối NATO. Nga nói không có ý định xâm chiếm các nước Baltic hay Ba Lan và tố cáo NATO gây bất ổn châu Âu bằng việc đưa quân tới gần các biên giới của Nga.